máy đo huyết áp cơ, máy đo huyết áp điện tử và máy đo huyết áp thông minh, thì cái nào chính xác và nên chọn loại nào? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cô chú anh chị. Ngày xưa đó, do điều kiện kinh tế mình khó khăn á, thì mình có sự lựa chọn là máy đo huyết áp cơ, tại vì nó là dòng máy rẻ nhất ha. Và sau này thì có dòng máy đo huyết áp điện tử và những dòng cao cấp hơn, là ngoài chức năng đo huyết áp thì nó có chức năng cảnh báo sớm đột quỵ ha, máy đo huyết áp thông minh. Thì nhưng ngày xưa chúng ta biết á, khi cái cân mà cân nhà bếp mình á, mình hay cân cơ, thì cái kim nó qua lại như này một chút xíu mình sẽ không phân biệt được. Còn cả nhà mình thấy khi mà mình cân vàng ha, trên cân điện tử thì cái độ chính xác cực kỳ cao nha. Nên vấn đề ở đây á là cái độ uy tín của cái hãng đó. Ví dụ như huyết áp cơ thì cũng có dòng rẻ tiền nè, cũng có dòng cao cấp. Huyết áp điện tử thì cũng có cái dòng có thương hiệu và những dòng không có thương hiệu. Nên là chúng ta nên chọn cái dòng uy tín trước khi mình mua. Rồi cái thứ hai là cái người sử dụng đó. Ví dụ huyết áp cơ là nó rẻ tiền nhất nhưng mà nó sẽ cần kinh nghiệm sử dụng, tức là những người có chuyên môn đó, ví dụ giống như y tá nè, bác sĩ. Tại vì khi mà mình nghe bằng lỗ tai và mình nhìn bằng mắt đó, thì những người có chuyên môn họ sẽ biết được cái độ chính xác nó như thế nào. Còn mình là không phải là chuyên môn thì mình rất là dễ bị sai nha, và cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu mà chúng ta đo là máy huyết áp điện tử hay là những dòng thông minh thì nên chọn dòng nào? Đối với những cái thương hiệu uy tín á, giống như Omron và Myrolife, hai thương hiệu lớn nhất ở Việt Nam hiện giờ, thì mình sẽ có trung tâm kiểm định nè. Khi mà chúng ta sử dụng một thời gian mà chúng ta nghi ngờ nó sai lệch, chúng ta có thể gửi về để kiểm định coi nó còn đúng hay không. Nên là chúng ta sẽ rất là yên tâm ha về cái độ chính xác. Rồi nếu mà như nhà mình cái điều kiện kinh tế ít một chút á, mình có thể chọn những dòng cơ bản tầm khoảng 1 triệu ha. Đó là nếu mà hàng chính hãng thì về cái độ chính xác cũng rất là cao rồi. Còn những dòng thông dụng á, có thể cỡ khoảng 1 triệu rưỡi thì nó có thêm nhiều tính năng giống như là bộ nhớ và một số chức năng hỗ trợ như là kiểm tra tim loạn nhịp, cô chú anh chị nha. Còn những cái dòng mà thông minh á, là nó có cảnh báo sớm đột quỵ giống như những dòng cao cấp nhất của Omron nè. Đó, nó gần 3 triệu. Và cái dòng của Myrolife thì nó cũng khoảng cỡ 2.850 triệu, thì nó có thêm chức năng là cảnh báo sớm đột quỵ. Nếu mà như nhà mình có điều kiện thì mình có thể chọn những cái dòng cao cấp này. Tại tất cả hàng chính hãng này á, mình đã được bảo hành chính hãng 5 năm rồi. Đó, nên là Hoàng Sơn nhắc lại cả nhà mình, nếu không có kinh nghiệm về bên y tế, không có chuyên môn thì chúng ta nên chọn dòng điện tử nha. Rồi nếu mà điện tử thì chúng ta sẽ chọn ra hai dòng. Một là dòng cơ bản chỉ đo ở gia đình là về đo huyết áp thôi. Còn những cái dòng cao cấp có thể nhiều tính năng á, thì nó khoảng 1.500.000-1.600.000. Còn những dòng cao cấp thông minh nữa là nó cảnh báo đột quỵ là cỡ 2.800.000-2.900.000, cô chú anh chị nha. Rồi để biết thêm thông tin chi tiết á, cô chú anh chị vui lòng gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết rõ hơn thông tin nha. Hoặc là có thể vào kênh Sức Khỏe 60 giây để xem cách lựa chọn từng dòng máy nè, và cách hướng dẫn sử dụng và cách khắc phục lỗi tại nhà. Rồi giải đáp thắc mắc cùng cô chú anh chị nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau.